hôm nay chị Hòa có việc vắng mặt. Lớn Luyên được giao trọng trách toàn quyền quyết định quyền sinh quyền sát trong tay cại cái cửa hàng này. Đúng là Luyến có duyên bán hàng, mới ngồi từ sáng đến giờ mà khách đã nườm nượp. Và phải kể đến là một khách sộp, đó chính là anh Nghĩa. Nhìn anh Nghĩa bảnh bao bóng lộn vào sạp rồi còn buông toàn lời có cánh khen hoa quả cửa hàng tươi ngon. Ban đầu anh Nghĩa chọn cam canh, nhưng Luyến bảo thôi bưởi em ngon, đang có chương trình khuyến mãi, mua một tặng một trả tiền hai. Anh Nghĩa khẽ liếc nhìn bưởi Luyến, thấy ổn thật, to tròn, cùi mỏng lại mọng nước. Vậy là anh gật đầu cái rộp, ok, cho anh nguyên một thùng. Luyến cười tít mắt, vậy anh cứ về đi, để em ship tận giường cho. Đúng lúc đó thì Lưu vừa đi ngang qua, nghe có mùi súp lươn nên anh khá là nóng mắt, nhưng thực sự đã trót nhận mấy đồng bạc lẻ tiền hỗ trợ hôm kia của Luyến, nên giờ đây há miệng thì mắc coi, nên đành đứng ngoài chửi đồng. Cái đồ lươn giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, lươn nó vẫn hoàn lươn mà thôi, nó ngấm vào máu mất rồi. Tuy mồm nói nhưng tay làm, Lưu vẫn chạy vào rồi sáng sử kéo xe giúp Luyến chở hàng cho khách. Lúc đó thì ở nhà Thạch cũng về thăm bố và alo bố mãi không được. Đến nơi Thạch lại nghe thấy hùng hục cành cạch ở bên trong phòng. Cú cậu hốt hoảng gõ cửa rồi gọi bố ơi bố ơi. Mất mấy phút sau thì mới thấy chú Điền ló cổ ra, và thấp thoáng theo sau là chị Bình bé bỏng hé cửa nhìn theo. Rồi đoàn Thạch hỏi thăm bố Lưu con đâu mà con gọi không được, thì anh Điền vừa thở hổn hển vì vừa phải hùng hục như trâu húc mã, chả còn tâm trí đâu để mà phân tích tư duy, nên mới nói bố Lưu chắc là đang bận bốc hàng. Ơ bố Lưu con giờ đã lên chức bảo vệ có sao có vạch rồi, sao lại phải đi bốc hàng ạ? Lúc này Điền mới tỉnh hẳn, vội chữa cháy là hôm nay chắc là bố Lưu nghỉ, nên tranh thủ ra chợ kiếm đôi đồng mới khiến Thạch an tâm. Rồi đoạn Thạch rảo bước ra về, còn Điền thì đóng cửa cái rầm vào công việc tiếp. Thì Bình đã oang oang cái mồm, sao anh lại lỡ mồm vậy, biết là anh Lưu bị đuổi việc lại khiến thằng Thạch nó buồn bây giờ. Tuy rằng đã vặn volume bé hết cỡ, nhưng ở ngoài kia cách xa 15 mét thì Thạch vẫn nghe rõ mồn một từng câu từng chữ. Thế là hóa ra bố đi làm mất xe nhưng lại giấu mình, thật là hết nước chấm.